Thế bịp rát chết như con chó, có cái mẹo gì đâu anh em. Lên mạng toàn nói bố láo, toàn hút mấy hơi đá, xong thì mẹ cứ nghĩ mình là gấu biển, gấu rời gấu biển. Trực tiếp luôn đi. Kèo anh Luân Diễn Châu và thằng Tiến Bịp đi Khánh à? Chứ thằng Tiến Bịp nó trốn cụ rồi, kèo đéo rồi. Anh Luân không gặp nó đâu, không tìm nó đâu anh nhá. Em nói này, anh Luân không tìm được thằng Tiến đâu, không có kèo cụm cả. Bởi vì nó trốn này, làm sao mà anh tìm nó đâu mà kèo. Anh tìm nó đâu mà kèo. Giờ đang nấp cụ lại rồi, cái bãi cứt nào kèo. Tiến Bịp nó lấp rồi, trốn rồi, nó lấp kỹ rồi. Tiến vớ lạ quả to đấy. Mà như này nhá, báo cáo với cả mọi người quay video đăng lên mạng nhá. Mọi người quay màn hình lại, mọi người quay màn hình lại, đăng lên TikTok lên xu hướng luôn để Khánh nói với anh em một câu chuyện này mà Khánh rất là bức xúc. Mọi người quay video lại đăng, để đăng lên xu hướng, quay chưa? Quay màn hình lại. Thế bây giờ như này nhá. Cái thằng Tiến Bịp nó vào đất Nghệ An chơi. Đúng, đất Nghệ An này sinh sản sinh ra toàn những nhân tài cho đất nước rồi, đúng không? Thế bây giờ như này nhá. Đồng tiền thì in ảnh Bác Hồ, đúng không? Mà Tiến Bịp nó vào Nghệ An chơi mà lại dám ném tiền, mở cửa xe nó ném tiền xuống đường. Ném tiền xuống đường, xong xe đi qua đi lại. Nó coi thường người Nghệ An như thế. Dám mở cửa xe, cửa kính xong là ném tiền xuống đường, mà đồng tiền nó như nào? Đồng tiền là in ảnh Bác Hồ. Bác Hồ là như nào? Bác Hồ là lãnh tụ Việt Nam. Nó bảo là ném tại đất Nghệ An luôn. Bác Hồ sinh ra Nghệ An. Thế mà các chú công an không bắt nó đi để làm cái gì? Cái thằng ô hết đất xã hội này. Cháu không hiểu các chú công an ở dưới Hải Phòng hay là các chú công an để thằng Tiến Bịp nó sống để làm cái gì, hay là cùm nó vào, cùm chân nó vào tù lâu án dài cho nó cùm chân nó vào. Nó khinh thường pháp luật, coi thường pháp luật. Thằng Tiến này nhá, đây tôi nói này, anh khá bảnh ấy, anh ăn chơi, anh kiếm tiền ở trên mạng thì anh đăng video lên, vô tình bị giới trẻ nó xem được, vô tình gián tiếp thôi nha, chứ không cố tình nha, thì đi 10 năm 6 tháng. Đấy là vô tình thôi, giới trẻ nó xem được. Cái thằng Tiến này nó còn cố tình nó đưa những cái tệ nạn xã hội lên mạng. Thằng Tiến Bịp này nó cố tình nó đưa những cái tệ nạn lên mạng để cho người ta nghe được, người ta xem được, học đòi theo. Thằng này phải 25, 12 tháng, gấp đôi Yêu Thương luôn. Mày lại phải cho gặp Tuấn Hưng, gấp đôi Yêu Thương luôn. Anh khá bảnh, anh là vô tình thôi, không cố ý nhá. Vô tình đăng lên thôi nhưng mà không cố ý. Luân Diễn Châu chuẩn bị lấy răng Tiến Bịp à? Không cần anh Luân. Anh Luân đéo lấy được răng Tiến Bịp đâu, bởi vì nó trốn rồi. Anh Luân khánh cho cai khẳng định anh Luân không bao giờ lấy được răng Tiến Bịp, vì nó trốn rồi. Anh ấy gặp nó đâu mà lấy. Nó trốn, anh làm, anh âm thầm làm thì anh còn lấy được. Ví dụ anh bảo là Tiến ơi, tôi muốn gặp bạn, tôi cho bạn tiền thì nó còn gặp anh, thì xong là anh Hồng Môn Yến tương kế tiểu kế, anh bẻ răng nó. Thế bây giờ anh đòi bẻ răng nó mà anh đòi gặp được nó, gặp vào mắt. Thằng này mà có ai đòi bẻ răng hoặc là cắt gân nó thì nó không bao gặp đâu, nó trốn rồi, giờ đang trốn, đang chui trong toilet rồi.